Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Yogi Trần Minh An. Và ngày hôm nay, Minh An muốn gửi đến thông điệp với các bạn trong một chữ tình. Hỏi thế gian tình là chi, mà ngàn năm trước, ngàn năm sau người ta vẫn khổ vì tình. Có ai chưa từng trải qua một mối tình sâu sắc nào khiến cho bản thân mình đau khổ? Buông không được, cầm cũng không xong chưa? Nhưng nếu ai đã từng trải qua rồi sẽ hiểu được cảm giác này không dễ chịu chút nào. Tiến không được, lùi cũng không xong, cũng chẳng biết than vãn với ai. Người và con dưới cây bồ đề. Con đã từng vì yêu mà cố chấp. Một mảnh tương tư bao lần lòng hóa ma quỷ. Từng chút như dao đang cắt cứa. Một mảnh tình si cớ vì sao. Đời người dài đằng đẵng, làm sao để vượt qua. Nhiều lần đứng trước cây bồ đề cầu nguyện. A Di Đà Phật, xin cứu vớt con. Dưới cây bồ đề, con xin nguyện thành Phật. Những lời Phật dạy, con đều đã hiểu. Thời gian vạn vật đều có nhân, có quả. Di Đà Phật, tất cả con đều nhìn rõ. Dưới cây bồ đề, con nguyện thành Phật. Tứ đại giai không tìm được chính mình. Giữ lòng bình yên thì mới có thể vui vẻ. A Di Đà Phật, xin cứu vớt con. Đời người, nếu muốn buông đi một mối nhân duyên mà chúng ta vô cùng xem trọng, quả là điều không dễ dàng chút nào. Nhưng càng nắm giữ, càng khiến cho chúng ta đau khổ, thì đủ đau tự khắc sẽ buông. Một mảnh tình si cớ vì sao. Đời người dài đằng đẵng, làm sao để vượt qua. Nhiều lần đứng trước cây bồ đề cầu nguyện. A Di Đà Phật, xin cứu vớt con. Dưới cây bồ đề, con xin nguyện thành Phật. Những lời Phật dạy, con đều đã hiểu. Thời gian vạn vật đều có nhân, có quả. A Di Đà Phật, tất cả con đều thấy rõ. Dưới cây bồ đề, con nguyện thành Phật. Tứ đại giai không tìm được chính mình. Giữ lòng bình yên thì mới có thể vui vẻ. Đà Phật, xin cứu vớt con. Thế gian làm gì có ai khuyên được ai, chỉ có bản thân mình trải qua, nhận biết, buông xuống và chấp nhận sự thật thì mới cho lòng mình an yên được. Minh An cảm ơn các bạn đã theo dõi thông điệp này. Minh An mến chúc cho các bạn có được sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thịnh vượng. Bây giờ thì Minh An xin chào và hẹn gặp lại trong những thông điệp tiếp theo.